Bạn trai nam em Tố Quế Vân lợi dụng đàn em, người đẹp đăng đàn phản pháo cực gắt. Chồng sắp cưới của nam em đã Tố Quế Vân lợi dụng, ép vợ mình livestream tận 9 tiếng. Mới đây, chồng sắp cưới của nam em đã Tố Quế Vân lợi dụng, ép vợ mình livestream tận 9 tiếng. Đáp lại lời tố cáo của Bùi Hữu Cường, Quế Vân đã livestream nói rõ, sao lại kêu tôi lợi dụng nhỉ? Tôi lợi dụng cái gì? Chắc là có chút hiểu lầm ở đây rồi. Bởi vì tôi không vào showbiz nữa. Hôm qua tôi cũng đã nói nổi tiếng không chỉ là một ngày. Ví dụ như một phiên live, mọi người để ý nói chuyện với nhau. Quý mến hai chị em. Thế ngày mai không live nữa thì hết nổi rồi đúng không? Vậy mình sẽ phải làm gì để nổi những ngày sau này? Bởi vì nổi tiếng thì phải liên tục. Như thế thì lợi dụng gì ở đây? Bên cạnh đó, Quế Vân cũng bức xúc cho biết, đấy là Cường mới yêu nam em gần đây. Nhưng tôi đã quen nam em vài năm trước rồi. Mỗi lần tôi vào Sài Gòn, nam em sẽ đón tôi đi chơi. Còn nam em ra Hà Nội thì tôi sẽ đưa đi chơi. Hôm qua không đi được vì quá mệt. Quá mệt thì tôi lên nhà nam em chơi. Cô nhắc thẳng mặt doanh nhân Bùi Hữu Cường. Hôm qua thì tôi có nghe Cường nói là tôi bắt ép nam em livestream rất nhiều tiếng. Đó là Cường hiểu sai tôi rồi. Tôi không có bắt ép được vợ em. Em hỏi vợ em đã rồi hẳn nói như thế nhá. Bởi vì sao? Vì tôi sang nhà là vợ em đang live rồi. Đang live thì chị em gặp nhau rồi nói chuyện. Quế Vân nhiều lần livestream cùng nam em. Khi mà nói chuyện khán giả yêu mến thì mình cứ nói. Nói tới lúc nào cảm thấy mệt thì thôi. Còn lúc đi ăn xem hoa hậu, vợ em luôn like. Chứ tôi không bắt là em phải like đi. Cho nên đừng nói là chị Vân bắt ép vợ em like. Cái này là sai nha. Cường hiểu sai cho tôi là không có được nha. Nếu là lợi dụng thì em phải đưa ra cho chị bằng chứng lợi dụng để làm gì. Vì tình cảm giữa tôi và nam em vẫn thế, từ khi em chưa xuất hiện trong cuộc sống này của nam em cơ. Đồng thời, Quế Vân cũng khẳng định, đừng dọa nạt ai cái gì ở đây cả. Cuộc sống này có pháp luật. Tôi không bao giờ chửi nam em, bởi vì tôi là một người chị. Nhất là tính tôi rất quân tử. Mà quân tử thì không bao giờ lèm bèm, làm là phải nhận, nữ ca sĩ tâm sự. Vừa qua, nam em bất ngờ ẩn ý chuyện chia tay bạn trai Bùi Hữu Cường. CEO nàng chú thích thêm dòng, tự do muôn năm. Động thái của người đẹp khiến công chúng không khỏi xôn xao.